Ngày 28 tháng 5, Chân Phước Margarita Pole. Chân Phước Margarita Pole sinh năm 1471. Ngài là cháu gái của hai vị hoàng đế người Anh, vua Edward thứ 4 và Richard thứ 3. Henry thứ 7 đã xếp đặt cuộc hôn nhân của Margarita với bá tước Regino Pole. Ông là một sĩ quan can đảm và là bạn thân của hoàng tộc. Khi vua Henry thứ 8 lên nắm quyền, Margarita Pole là quả phụ có 5 người con. Đối với ngai vàng và quyền cai trị, Henry thứ 8 vừa trẻ trung vừa mới lạ. Ông gọi Margarita Pole là người phụ nữ đức hạnh nhất nước Anh. Vì chịu ảnh hưởng sâu sắc nơi Margarita Pole, nên Henry thứ 8 đã trả lại một số tài sản mà gia đình Margarita Pole đã mất trong quá khứ. Ông cũng phong cho Margarita Pole danh hiệu nữ bá tước. Henry thứ 8 rất tin tưởng nữ bá tước Margarita Pole, đến nỗi ông đã bổ nhiệm ngài làm cô giáo dạy hoàng hậu Catarina và công chúa Maria, con gái của ông. Nhưng lúc ấy, Henry muốn lấy Anne Boleyn làm vợ, dù ông đã có vợ rồi. Margarita không chấp nhận lối hành xử của nhà vua, và vì vậy, vua đã bắt Margarita Pole phải rời khỏi hoàng cung. Ông cho Margarita biết là ông rất bực mình với ngài. Thậm chí, ông đã tức giận hơn khi có một linh mục là con trai của Margarita đã viết một bài báo dài chống lại việc đòi hỏi của Henry thứ 8 muốn đứng đầu giáo hội Anh quốc. Người con trai của Margarita sau này trở thành hồng y Regino Pole danh tiếng. Henry thứ 8 mất hết tự chủ. Ông trở nên độc ác và căm giận. Ông đe dọa sẽ khử diệt cả gia đình Margarita Pole. Henry thứ 8 sai người đến thẩm vấn nữ bá tước Margarita Pole. Họ có nhiệm vụ cần phải chứng thực Margarita Pole là một kẻ phản quốc. Họ tra hỏi Margarita từ trưa đến tối. Margarita không hề phạm một lỗi lầm gì. Margarita chẳng có gì để che giấu. Nhưng rồi, Margarita Pole cũng bị quản chế tại lâu đài của một nhà quý tộc. Sau đó người ta chuyển Margarita đến pháo đài vĩ đại của London. Margarita Pole chẳng được xét xử. Suốt những tháng dông dài đằng đẵng, Margarita Pole đã phải chịu khổ rất nhiều bởi cái giá lạnh và thời tiết ẩm thấp. Margarita Pole chẳng có lò sưởi và quần áo ấm để dùng. Cuối cùng, ngày 28 tháng 5 năm 1541, người ta đem nữ chân phước Margarita Pole ra khỏi pháo đài đến nơi xử tử. Tuy mệt mỏi và yếu bệnh, nhưng Margarita Pole vẫn hiên ngang và hãnh diện được chết cho đức tin của mình. "Tôi không phải là kẻ phản bội", ngài can đảm tuyên bố. Sau đó, Margarita Pole bị chém đầu, hưởng thọ 70 tuổi. Khi chúng ta cảm thấy hèn nhát về một quyết định phải làm vì vinh danh Chúa, lúc ấy chúng ta hãy kêu nài chân phước Margarita Pole. Hãy xin Ngài ban cho chúng ta được lòng can đảm như Ngài.